Đã 7 năm rồi. Ngươi chỉ được bao nhiêu đây thôi sao? Một chiếc túi để đi xin ăn. Chiếc y xấu xa rách nát. Còn đi chân đất nữa chứ. Dẫn theo một đám người lang thang không nghề nghiệp. Lạ gì ha? Xin hãy bố thí. Devarata, cô ăn nói cái gì vậy hả? Ngài ấy không còn là Siddhartha nữa, mà ngài ấy là Buddha, có cả ngàn đệ tử, tuyên giảng giáo pháp khắp nơi trong thiên hạ, cô có biết không? Ồ, vậy sao? Vậy Buddha tôn kính, hãy nói cho anh của ngài nghe thử, 7 năm nay ngài đã học được những gì vậy? Tịch tình, hòa bình. Trên miệng thì nói thích hòa bình, đều là những người không thể dùng kiếm để chiến thắng chứ gì. Anh chinh phục cả thế giới này, nhưng đến tâm của mình anh cũng không kiểm soát được. Như vậy cũng được xem là chiến thắng à? Vậy nhà ngươi đã thắng được những gì rồi? Ta ra đi không vì thắng lợi, mà là vì sự mất đi. Vì mất đi sao? Đúng vậy. Mất đi giận dữ, mất đi tham lam, mất đi đố kỵ và sự hận thù, mất đi ganh ghét. Giờ đây ta không còn gì nữa, chỉ đạt đến bờ tịch tịnh mà thôi. Hiểu rồi. Ý của ngươi nói là ngươi rất an tịnh chứ gì. Còn ta, ta đang sống trong phẫn nộ, đúng chứ? Đó là lời anh nói. Nóng giận sẽ khiến cho anh phải đau khổ. Chẳng qua ta chỉ tranh cãi vài câu thôi. Tranh cãi sẽ gây ra phẫn nộ, khiến con người dừng bước trước chân lý. Đó chỉ là cách che chở bản thân mình thôi. Ta đâu có sân si. Vậy thì tốt quá rồi. Vì sự nóng giận chẳng khác nào một đốm lửa trong lòng bàn tay. Chúng ta muốn quẳng nó cho người khác, nhưng mà trước khi quẳng đi thì tay của mình đã bị bỏng trước.